Còn lại thì Dung nhá, bà còn hơi bị kinh hơn tôi ở cái chỗ ấy, bà đang là thạc sĩ thú y mà. Bà vừa là thạc sĩ thú y của nhà nước được chưa? Bà vừa là bác sĩ thú y siêu hạng, bà còn biết kinh doanh, bà làm doanh nhân nữa. Thế thì cái độ siêu hạng của bà Lại Nhung còn kinh hơn tôi. Giới thiệu anh em là tôi có một cô bạn là Lại Nhung đang xem livestream ấy, nhà ở Kim Bảng Hà Nam, là một người bạn tuyệt vời của tôi. Cô ấy đã từ giã nhà nước ra để làm riêng và mở một cái hiệu thuốc thú y bé bé thôi, nhưng mà cô ấy lấy nền tảng đó chính là đạo đức và pháp luật dẫn đường, nên là kinh doanh cực kỳ hiệu quả. Tất tần cả mọi thứ là đều vì người chăn nuôi, để hai bên hợp tác để cùng có lợi. Và tôi rất cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được làm bạn của bà Lại Thị Nhung, và xin chúc mừng bà Nhung, bà đã là một trong những người khác thường ở thế giới ngoài kia rồi. Tôi biết được điều này tại vì khi mà thời gian gần đây ở trên mạng xôn xao bà Lại Thị Nhung, có rất nhiều người sẽ tìm đến bà để học xin học tập. Nhưng mà bà nhớ cho tôi một điều rằng là khi mà bà đi dạy học cho bất kỳ một ai, bà phải lấy cái nền tảng đó chính là tình yêu và lòng biết ơn để bà giúp đỡ người ta. Và quan trọng nhất, bà dạy người ta kinh doanh là phải đúng đạo đức của pháp luật. Nếu mà ông nào làm sai thì tự khắc ông bật ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn bà Lại Nhung rất nhiều.